Hey, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại kênh Thành Anh Huy của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục khui một hộp phụ phẩm nặng chịch luôn mọi người. Cả ký nha, cả ký. Thì hộp phụ phẩm này nói chung là cũng là của fan tặng mọi người nha. Đó thì mọi người có biết là ai tặng không? Nói chung là cũng là một bạn fan cũ, một ông anh cũng ở xa. Anh Nguyễn Quyết Hợp các bạn nha. Nguyễn Quyết Hợp ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Và bằng các bạn mà có theo dõi clip mình thường xuyên và có coi clip trước của mình và cái clip của mình được tặng một số đồ với lại có mấy tờ tiền cổ đó, bạn nào mà có coi những clip đó thì sẽ biết được là cái anh này là cái anh trước đó đã tặng cho mình một cái món quà rồi, và hôm nay anh tiếp tục gửi quà tặng cho mình nữa. Thì để mình coi, và ảnh cũng có gọi điện báo cho mình biết rồi. Thì cái này nói chung là ảnh cũng có một phần quà của ảnh, và đa số là những phần quà còn lại là phần quà của em gái ảnh gửi vô để tặng cho mình nha các bạn. Đó, em gái trong gia đình của ảnh. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong này có những gì nha. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Lần này là những thứ hấp dẫn hơn những lần trước nhiều luôn nha. Đây các bạn, quá trời luôn nè. Này một cái hộp, không biết là hộp gì, đây nữa nè. Đó, để ra từ nha. iPhone 4 thường này các bạn. iPhone 4 thường để trong một cái ốp lưng A10, ốp lưng Samsung rồi nha. Ốp lưng Samsung A10 đây nè. Lát nữa mình sẽ mở cho bạn xem. Trong này thì có hai con iPhone 4S luôn nè, có hai con 4S màu trắng trong đây các bạn. Ghê chưa? Nhiều món quà ghê chưa? Coi. Cái này không biết là cái gì, để lát mở nè. Nhiều lắm. Pin này dành cho máy Nokia đó các bạn, pin này dành cho máy Nokia nè. Đó. Pin Nokia, pin BL5C. Pin 5C, pin này dành cho những cái máy đập đá này ngồi nè, xài tốt nè. Cái này mình nghĩ có thể là một cái cây thu hút các bạn nha. Có thể là một cây thu hút. À đây là cái Samsung này là Samsung máy đời cũ các bạn nha. Đây là một cái con Samsung đời cũ. Cái loại này nó có anten nè. Đó, máy này là máy phiên bản Hàn Quốc các bạn, để cũ máy sách tay có anten. Ok, còn một cái cuối cùng trong đây nữa thôi. Đây bạn, một cái bao gì mình không biết nữa đó. Đó rồi, chỉ có như vậy thôi bạn. À đây còn một cái nữa, còn một cái iPhone 4 nữa nè, 4S các bạn nhé. Còn một cái 4S nữa, nhiều ghê á. Ok, mình sẽ đổi ốc máy lại để cho các bạn xem những cái món quà này coi như thế nào nha các bạn. Đó, mình sẽ đổi ốc máy lại, ốc máy huyền thoại nha. Ok, giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những gì mình có được ở đây nha. Chúng ta nhận được những gì, những phần quà của fan cứng các bạn nha. Đây là fan cứng luôn á. Vừa mới tặng một mớ đồ thì bữa trước rồi, hôm nay lại tiếp tục tặng nữa. Ok, để mình xem những cái gì có sẵn đây nha. Trước tiên mình sẽ mở cái này trước đi, trong đây không biết là có cái gì. Wow. Lại là tiền nữa rồi các bạn, tiền nữa nè, tiền cổ nè, tiền cổ. Trong đây còn gì? À trong đây là hai miếng khăn này, là hai miếng khăn để chúng ta vệ sinh cái màn hình khi mà chúng ta dán màn hình các bạn. Đây nè, hai khăn này mình sẽ để vô trong cái bộ đồ nghề để mai mốt mình có dán màn hình gì đó cho khách đó, mình sử dụng hai khăn đó. Wow, tiền cổ đấy các bạn, 50 đồng. Wow, những cái này quý lắm các bạn nha, người ta mến mình người ta mới cho mình chứ không phải bình thường người ta cho mình đâu. Tiền cổ không á. Tiền này thật sự nếu mà các bạn mà muốn đem lên bán ở ngoài trên mạng đó, nó cũng có giá trị lắm đó. Nhưng mà ở đây người ta tặng cho mình phải giữ làm cái niệm mà nha. Đó, chứ thật sự những tiền này có giá trị lắm nè. Ở đây là tiền 1 đồng các bạn, tiền 1 đồng nè, là tờ 1 đồng các bạn. Wow, nhỏ xíu à. Từ nhỏ lớn luôn mình mới thấy được những tờ tiền này các bạn. Đây là cái cảng, đây là cái bến cảng. Tiền 1 đồng mình sẽ để như đây lại đó, để gió nó bay. Còn đây là tiền gì ta, tiền này của Trung Quốc hả? Tiền này là của Trung Quốc hả ta, không biết ta, mình cũng chả biết nữa. Sao nó có nhiều cái ngôn ngữ ở trên đây quá ta. Ở trên đây mình thấy nó có cái chữ này là chữ nước nào đây, ở đây là chữ Thái hay gì nè, chữ Thái với Ấn Độ đây nè, hai cái dòng chữ nè. Không biết là tiền của nó chính xác là mình nghĩ thì lạ quá các bạn, tiền này lạ quá, không biết có nước nào.
không biết phải có Trung Quốc hay không, hay là của không biết các bạn nha, cái này mình sẽ nghiên cứu sau, mình không biết. Còn đây là tiền Việt Nam nè, 50 đồng rồi nha, 50 đồng thì 50 đồng tiền này là sau này rồi, tiền này sau này rồi, 50 đồng đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi các bạn nha. Đó. Ồ, cái này cái gì ta? 10 xu. Wow. Giấy bạc ngân hàng Việt Nam. Này mới là cổ nè, đây mới là cổ nè các bạn, 10 xu nè. Tiền này mới là đúng là tiền cổ nè. Đó, các bạn coi này, nhìn là mướt mắt không? Wow. Giấy nó tốt ghê các bạn, tới bây giờ vẫn còn rất là cứng luôn các bạn. Giấy bạc ngân hàng Việt Nam. Giấy bạc, ngày xưa không gọi là tiền mà gọi là giấy bạc ha. Còn đây là 2 đồng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 đồng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đó. Mỗi cái tờ nó có cái tên khác nhau, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Wow. Sao có nhiều tên ha, mình thực sự mình cũng đó giờ chưa từng có sưu tầm tiền cổ nên cũng không có nghiên cứu, không biết về tiền cổ nhiều. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Cái gì hình lực phạt khổ. Sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Đây là một cái lời cảnh báo này các bạn, đây là một cái lời cảnh báo là cấm làm giả tiền này các bạn. Cái này gọi là giấy bạc chứ không gọi là tiền, ngày xưa không gọi là tiền ha, giấy bạc. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, nó cùng thời cái tờ này nè. 1.000 đồng. Này là số series của nó này các bạn. Tổng kiểm soát thống đốc. Wow. Mấy tờ này tiền cổ không các bạn? Mình sẽ để đây, mai mốt mình sẽ bỏ vô một cái album Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 500 đồng, nó cùng thời với nhau với hai tờ trước này. 500 đồng. Nhìn đẹp ghê các bạn, nhìn đẹp ghê luôn, cái màu sắc đẹp ghê luôn nè. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam rồi, nó cũng cùng một thời với lại con này, cái tờ này. Đây là 50 đồng. 50 đồng các bạn. Đẹp ghê. Wow. 50 đồng. Ngày xưa không có chữ ư với chữ ớ đâu ta. Đây nè. Cái chữ ư với chữ ớ là nó là hai cái dấu sắc chứ nó không phải là hai cái dấu móc. 10 đồng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiền này tiền mới sau này. Wow, tiền này Trung Quốc đúng nè, tiền này tiền Trung Quốc nè. Tiền này tiền Trung Quốc các bạn nha, đây là tiền này một gì đây, một đồng hay là một gì? Tiền này, tiền Trung Quốc, ba tờ cuối cùng là tiền Trung Quốc. Đó. 10. Này 10 đồng với 5 đồng. Nói chung tiền hồi xưa nhìn nó đẹp ghê bạn, nhìn sắc nhìn bắt mắt ghê. Ồ, cái tiền của Trung Quốc này nó có cái ánh kim nữa bạn, nó có một cái hàng ánh kim giống như tiền đô la nè, đây nè. Tiền đô la nó cũng có một cái dòng ánh kim gạch á, thì cái tiền này nó cũng có nè. Đó. Cảm giác cái tiền của Trung Quốc cái màu sắc với lại cái những cái hoa văn ở trên của nó đa dạng, nó phong phú hơn là tiền Việt Nam mình đó, nó có nhiều cái hoa văn hơn và màu sắc nó cũng đa dạng hơn nữa. Thì Việt Nam mình thì cảm giác cái màu sắc nó ít hơn, nó đơn giản hơn. Thấy không? Màu sắc của tiền Việt Nam này đơn giản hơn, không có hoa văn nhiều. Ok, cái này tiền cổ mình sẽ để mình sưu tầm. Đó, bữa trước còn 3 tờ nè, bữa trước còn 3 tờ nữa nè. Đấy bạn, bữa trước còn 3 tờ anh tặng mình nè. Đó. Tiền 1 đồng, tiền 5 đồng, tiền 20. Đó. Ok, mình sẽ để vô đây luôn. Mai mốt mình sẽ bỏ vào một cái bộ sưu tập của mình. Tiền cổ quá trời, tiền cổ luôn. Ok, tiếp theo. Coi cái máy, coi có biết có thư từ gì không nữa. Sao mình chưa thấy thư nè. Bình thường lúc trước là anh có ghi thư mình, sao năm nay, hôm nay mình chưa thấy thư gì ta. Sao chưa thấy có thư. Coi trong đây là cái gì nè. Hôm nay mới có thư gì không? Hôm nay là một cái điện thoại cổ sao ta? Wow, wow.
quá đã luôn các bạn. Nokia đây, cái con này mà còn ngon lành là để dành gửi về quê cho mấy người dưới quê ta xài tốt lắm nha. Nó Nokia này, Nokia máy này mình coi coi, con này thấy người ta xài nhiều lắm nè, Nokia 206. Ồ, còn thẻ nhớ hôm nay luôn nè các bạn ơi, có thẻ nhớ hôm nay để nghe nhạc luôn nè, thẻ nhớ 2GB, thẻ nhớ 2GB nè. Ủa cái máy này như là có bị mất cái case SIM một lần rồi sao mà người ta, hay là cái máy này mặc định là cái case SIM nó màu đỏ gì ta, để mình khởi động nguồn rồi còn pin không ta, hết pin nè các bạn, hết pin nè, hết pin hay là sao ta, để mình kẹp nguồn thử coi, mình kẹp nguồn thử coi. Mấy máy này cái bàn phím nó bự nè, bàn phím bự, chữ nó bự nè, mấy người già già ta bấm nó dễ hơn, cho mình kẹp nguồn thử coi nó còn lên nguồn không, cộng ở ngoài bìa. Hai cái kia là trừ. Ok, mình sẽ test nguồn thử coi còn lên không. Đúng chưa ta? Lên nè các bạn, lên nè. Nokia, wow, đã quá. Lên này. Nhưng mà nó tắt rồi. Do cái máy gấp nguồn mình nó bị chập nè. Nó bị lỏng nè, nó sút nè. Ok, là chúng ta biết nó còn sống được rồi. Cái này ngon nè, này là gửi về quê cho mấy người dưới quê người ta xài. Ở dưới quê mẹ bà xài cái điện thoại cho Trung Quốc á, chữ nhỏ quá. Cái này chữ bự nè. Chữ bự, bằng phím bự luôn. Dễ xài hơn. Các bạn. Ở đây là nó lên được đó, nhưng mà đây nè, khởi động điện thoại mà không có thẻ SIM chấp nhận. Đó. Ồ, ngon lành luôn các bạn, máy này còn mới tinh luôn nè. Mới tinh luôn, đồ green luôn, bộ dẫn đâu. Đây, chữ này bự quá trời luôn nè. Đó, chữ bự vậy nè, bấm đã nè. Ok, còn rất là ngon luôn các bạn. Quá trời đất à. Đó. Đây là những cái món quà của anh viết hộp và cô em gái gửi tặng lên cho Thành TV nha. Những fan cứng nha các bạn. Đó. Đấy các bạn, mình sẽ lắp lại. Cái này mình sẽ để gửi về quê các bạn nha. Cái này mình sẽ gửi về quê mình cho gia đình mình xài. Đó, cái này là đồ quý nè, cái này là đồ quý mình phải giữ lại. Đó. Ok, tiếp tục nữa, coi cái này là gì đây? iPhone 4 nữa hả ta? iPhone 4 nữa. Sao đợt này mình không thấy thư từ chứ nha. Đợt này không thấy có ghi thư ta. Cái này là cái miếng mà người ta dán vô cái miếng dán á, cái này là dán rồi xong rồi nè. Đây có thư nè, có thư nè. Thư sao ngắn gọn quá, lần này thư ngắn gọn quá các bạn. Để coi coi, đọc coi. Kính tặng anh Thạch Anh TV. Em gái Thu Quyên. Mật khẩu màn hình 1995. Đây là món quà các bạn ơi, đây là món quà của em gái của anh Quyết Hợp, tên là Thu Quyên, và mật khẩu màn hình đây là cái đây là bạn tặng cho mình các bạn nha. Đây là bạn tặng cho mình cái điện thoại iPhone 4 màu đen này, 4S màu đen này đó, tặng cho không luôn các bạn nha. Đó, không có phải là gửi lên sữa. Đây, nhờ hết pin, đây còn pin luôn nè các bạn ơi, mật khẩu màn hình có ghi cho luôn nè, quá đã luôn, ghi sẵn mật khẩu màn hình cho mình luôn nè. Wow, đây là những món quà vừa có giá trị mà vừa có tinh thần luôn mà nha, vừa có giá trị vật chất, vừa thiện thần luôn. Đó, cái này là mình sẽ để dành mình gửi về quê cho gia đình mình xài nè. Thì đợt trước mình có gửi về quê đến khoảng 10 cái iPhone 4S này cho mấy người dưới quê ta xài, mà dưới quê ta xài mau hư lắm bạn nha, xài hao lắm, lâu lâu cứ 1 tháng 2 tháng là gọi lên kiếm điện thoại. Mấy ông anh nhà ở nhà đông người lắm, nhà tới 7-8 người lận, mỗi người một cái iPhone 4S giờ nó cũng còn ok lắm mà nha, nó còn mạnh lắm á, xài ok lắm á. Wow, còn mới tinh luôn các bạn, đây nè, đẹp keng luôn mà, thấy không, máy đẹp keng luôn, mật khẩu là 1995 nè. Wow, quá đã. Đây là chủ nhân chiếc máy nè, mình sẽ đây các bạn, đây là chủ nhân của chiếc máy bạn, rất là dễ thương luôn đây đó. Bạn này chắc là sinh năm 95 rồi, thấy mật khẩu màn hình 1995. Ok rồi, mình sẽ tiếp tục đến những cái món quà tiếp theo. Những cái món quà nằm ở trong cái hộp này nó bí ẩn nè, mình sẽ khui trước. Wow, đây là cái gì ta? Đây là cái miếng dán nút home bạn, đây là cái miếng dán nút home đây nè,
cái miếng dán này để chúng ta dán nút home cho mấy con iPhone hay sao nè, phải không? Phải miếng dán không ta? À không phải miếng dán, này là cái lỗ này nhìn giống miếng dán nhìn giống miếng dán nút home. Đây là cái cục pin, không phải cục pin, màn hình các bạn, màn hình. Không biết ảnh sưu tầm đâu mà được nhiều cái thứ đồ độc độc của ta. Đây là một cái bộ màn hình của máy gì ta, phải có Nokia không ta? Mình nghĩ là máy Nokia đó, nhưng mà không biết là đời máy gì. Đây là màn hình này, màn hình linh kiện sản xuất nè, chứ không phải là màn hình đi theo máy đâu. Màn hình Nokia đó. Màn hình này màn hình cũ các bạn nha, đã qua sử dụng rồi nè, có bụi bặm nè. Mình chưa biết là đời máy gì, mình cứ để đây đi, sau này sẽ có lúc cần sử dụng đến thôi. Đây là cái ốp lưng, nắp lưng của iPhone 4 nè, mua mới tinh về nhà mà không biết sao lại bị bể nè. Nhưng mà còn được. Cái này nếu mà chúng ta để xài luôn nó cũng đẹp bạn nha, đây nè. Để xài giống như cái kiểu luôn đó, có kiểu luôn đó. Đấy bạn. Nắp lưng này, nắp lưng linh kiện mà nha, nắp lưng linh kiện sản xuất chứ không phải là nắp lưng liên. Đó, nắp lưng linh kiện. Cái này là iPhone 4S nè, mà không biết chính xác là của 4 hay của 4S nữa. Nó bị nứt. Nứt này chắc là do trong quá trình vận chuyển này nọ nứt nè. Đó. Ok. Tiếp theo. Mình xem. Đây là một cái món quà tiếp theo nữa. Là đợt này là không có thấy ghi là sửa máy gì cả, hình như là tất cả đều là tặng các bạn ạ. Hình như là tặng hết luôn chứ không có cái nào mà sửa giùm cho cả. Wow. Đây là một cái con iPhone phiên bản Hàn Quốc các bạn nha. Nắp lưng phiên bản Hàn Quốc nè. Nắp lưng này phiên bản Hàn Quốc hả? Design by Apple in California. Nó ghi chữ Hàn Quốc thì cái máy này là bản này bản Hàn Quốc. Đấy bạn. iPhone 4 thường. Không biết là còn lên hay không nữa. Không biết còn lên hay không. Nói chung là ảnh gửi cho mình để chủ yếu là sửa được cũng được thôi. Còn vấn đề là chủ yếu là lấy linh kiện á. Còn sửa được hay không được thì mình cũng không có quan tâm nhiều. Tại vì ở đây là người ta tặng cho mình. Đó. Người ta tặng mình chủ yếu là để lấy linh kiện rồi chế cháo dọc dạch này nọ đó. Là coi như lấy được gì lấy đó. Thì gửi tặng cho mình. Ở đây cắm sạc chưa thấy nó lên nè. Cắm sạc không thấy nó lên. Có thể là nó bị hư màn hình hoặc là gì đó các bạn. Có thể là hư màn hình hoặc là bất cứ gì đó. Chỗ này nó thiếu hai ngóc. Không biết là anh ở nhà anh có cũng có thợ đụng giống mình không, cũng có tự dọc dạch hay không mà thấy ở đây cũng tháo ra nè. Hay là của người ta cho, anh nói là đa số máy ở dưới người ta cũng như bạn bè này nọ cho mớ á. Này không có lên. Còn đây là nắp lưng A50 nè các bạn. A10, nắp lưng A10, Samsung A10 nè các bạn. Đó, cái này mà nếu mà bạn nào còn sử dụng này nọ đó thì có thể liên hệ mình sẽ tặng lại cho bạn đó. Đó, tại mình cũng không có sử dụng đồ Samsung á. Thì ảnh tặng cho mình thì mình sẽ tặng lại cho những người nào cần thiết. Đó, cho đi đi. Tại vì mình không cần sử dụng thì không có nhu cầu sử dụng thì mình sẽ cho lại những người khác để người ta có nhu cầu sử dụng á. Đó. Và mình nghĩ là nếu mình cho người khác thì ảnh cũng không có buồn gì mình đâu. Tại ảnh biết là mình không có xài A10 này. Ảnh tặng cho mình là chủ để mình có thể tặng cho những người khác, những người mà người ta cần á. Đó, thì để đây. Sẽ có người cần. Đây là cục pin của Nokia nè các bạn. Nokia những đời máy giống như là E73 rồi đó. Đó, nó có ba chân nè. Có ba chân mà chân nằm ở trong các bạn nha. Đó, chân kẹp nằm trong nè. Đó, cái này là sử dụng cho Nokia được nè. Để đây. Đây, pin BL5C. Đây là cái này là cái gì bí ẩn nè các bạn. Đây là món quà bí ẩn nè, để mình xem. Wow, đây là cái nắp lưng zin của còn thằng 613 các bạn. Nắp lưng zin của 613 nè. Bạn thấy ghê chưa? Ngon chưa? Có khắc cái mã số trên đây đàng hoàng nè các bạn, thấy không? Đó. Có khắc mã số nè. Để coi. Ở trên đây thì nó có hai loại nắp lưng khác nhau. Cái nắp này là cái nắp này nó bóng hơn. Cái nắp này nó bóng hơn, còn nắp này nó cảm giác như là nó là hơi đục đục. Thằng này là bóng, sáng bóng, còn này là đục đục nè. Đó, và cái mã số ở trên cái thằng nắp này đó. Đây nè, ở trên cái nắp này thì cái mã số nó in nhuyễn các bạn nha, nó in nhuyễn nè. Nó in nhuyễn, nó in rất là nhuyễn, rất là mịn, các bạn nhìn thấy không? Đây nè các bạn nhìn thấy nè, đó cái mã số nó in rất là nhuyễn, cái chữ nó nhuyễn và nó rất là khó nhìn đó, nó nhuyễn và nó không có được sâu, khắc không có sâu đó, khắc nhỏ
Còn ở bên đây là cái chữ nó dày, chữ nó to và nó sắc sâu vô, khắc sâu vô thì chúng ta rất là dễ nhìn thấy được cái chữ. Rồi không biết, mình không biết là hai cái vỏ này có cái vỏ nào là vỏ lô hay không. Không biết có vỏ nào là vỏ lô hay không. Đó, ở trên đây cũng vậy nè, ở trên cái này nó cũng có ghi chữ là 20 pixel. Bên đây thì nó hơi mờ mờ một tí, bên đây thì nó đậm lên. Mình nghĩ hai nắp lưng này nó, cái này nó nhẹ hơn nè. Mình nghĩ không, chắc không phải hai cái này sẽ không có cái nào là vỏ lô đâu. Tại vì mình nghĩ là tùy theo cái đợt sản xuất của nó hay là cái lô sản xuất gì của nó đó, chứ không phải là vỏ lô đâu. Cái nào mình thấy nó cũng tốt hết, cái chữ nó khắc rất là ok, rất là đẹp. Cái này là để dành mai mốt có cần sưu tầm máy móc 613 rồi đó, mình sẽ lắp vô. Còn nữa, còn 20 thứ nữa các bạn. Quá trời đất luôn nè. Đợt này ảnh gửi món quà toàn là khủng khiếp không á. Đặc biệt là cái iPhone 4 của em gái của ảnh nè, quá đã luôn. Máy đẹp, được ken luôn, cho luôn mật khẩu màn hình luôn. Cái này mình nghĩ là tu quýt. Đúng rồi, cái tu quýt các bạn. Tu quýt nè. Wow. Cái tu quýt này để dành mở máy Nokia nè. Cái tu quýt này mở máy Nokia 613 rồi các bạn. Mở máy 613 luôn nè, ở nhà mình cũng có nè. Đó. Nhưng mà cây này nhìn nó đẹp hơn nè. Này nhìn nó bóng bẩy. Đó. Vít này để dành mở những con ốc lục giác các bạn. Ok, mình sẽ bỏ vô trong cái bộ sưu tập ốc vít cái gì tu quýt của mình nha. Đó, để dành sử dụng luôn. Rồi, tất cả những máy này. Hai này con này nữa. Wow, con này cũng bể nắp lưng. Con này bị bể nắp lưng. Con này bị bể nắp lưng, màn hình thì còn nguyên, không biết còn lên hay không. Cái con này thì không còn lên nè. Cái con này không biết là nó bị gì. Nó cắm sạc con này coi. Đó, con này lên nè, lên táo nè. Để mình lấy máy cắp nguồn mình test cái con này thử coi nó còn lên nguồn không. Nếu mà nó còn lên nguồn mà cái màn hình nó không lên thì mình xác định là cái máy này nó hư màn hình. Ok, lấy cái máy cắp nguồn. À, máy này bị treo cáp iTunes nữa các bạn. Cái máy bị treo cáp iTunes này nếu mà mình chạy trình lại, nếu mà được thì chúng ta được, còn không được thì chỉ lấy linh kiện thôi. Mà quan trọng là máy có mật khẩu iCloud hay không, có dính iCloud hay không nữa. Tại vì máy này ảnh cũng có nói mình là những cái máy này đa số là cũng người ta cho này nọ để sưu tầm này nọ để sửa lại này nọ đó. Đó nên cũng không biết được mật khẩu iCloud này nọ đâu. Nên bây giờ mình có chạy trình lại mà có được đi nữa thì chưa chắc là lên được luôn, tại vì có thể nó dính tài khoản. Nhưng quan trọng là mình lấy cho linh kiện thôi, chủ yếu là ảnh cho mình để mình lấy linh kiện đó các bạn à. Đó nên mà tháo ra lấy được màn hình hoặc là những cái sườn máy này nọ cũng ok. Đây cái con màu trắng này còn lên nè các bạn, còn lên nè. Ở mà trên máy cấp nguồn mình cái kim nó nhảy nè. Kim dòng nó nhảy nhấp nhứ nè. Đó, nó khởi động rất là đều luôn. Ok, còn lên nguồn đó các bạn, nhưng mà màn hình hư đó. Con này màn hình hư nè. Con này để mình lúc nào ảnh gọi mình sẽ tháo ra mình lắp vô một cái màn hình khác thử coi sao. Còn con này treo cấp iTunes các bạn nha. Con này treo cấp iTunes lại màn hình nó bị đổ mực nè. Đây nè, màn hình chỗ này nó bị giật nữa các bạn. Mình thấy không? Nó giật một góc ở dưới đây nè. Đó thì mình sẽ xử lý sao, lúc nào mình đánh gọi mình sẽ xử lý những con máy này. Lần này anh cho nhiều thứ ghê chứ bộ. Có tờ giấy nè, không biết là cái gì. Có ghi thư gì ở đây nè. Để coi ghi thư hà, hai con này em chừng là sửa nè. Đây. Bắc Ninh ngày 14 tháng 9 2019, kính gửi Thành TV. Chào thằng anh, hôm nay anh gửi cho chú một chút quà nho nhỏ. Thì em xem tận dụng được gì thì lấy. Những cái máy này là của người ta cho anh. Thật anh à, mật khẩu gì thì đều không nhớ. Em ơi, thì chú cứ sửa được con nào thì lấy con đó nhé. Quà một chút quà của cô em gái anh gửi tặng em đó. Thôi anh chào em nhé, thật anh TV. Đấy bạn. Thì đợt này ảnh không còn nhờ mình sửa cái nào nữa, tại đợt trước ảnh có nhờ mình sửa hai con rồi đó, và đợt này hình như là ảnh đã đủ máy để sử dụng rồi nên ảnh không có nhờ mình sửa nữa. Thì ảnh chỉ gửi cho mình để mình chế cháo, mình sửa được gì sửa thôi. Nói chung là ảnh nói là cái máy đều là người ta cho đó. Thì lúc đầu mình cũng đã nói với bạn rồi đó, máy này là đa số là của ảnh được người ta cho nên cũng không có nhớ, tại không có biết tài khoản hoặc là bất cứ mật khẩu gì đâu. Nói chung là gửi lên mình sẽ lấy được cái gì lấy linh kiện hoặc lấy những cái thứ linh tinh gì đó thì không mình. Nếu máy nào còn màn hình lấy được thì lấy màn hình. Đây con này còn lên, còn pin lên luôn nè.
Đó, con này thì hết pin, cắm sạc vô nhận sạc nè. Màn hình chỉ bị nứt xíu như đây thôi. Đó, đây là cái con Samsung các bạn nha. Samsung này, Samsung của Hàn Quốc á. Bản sách tay. Không biết là tháo nắp lưng nó ở góc nào đây nè. Samsung. Samsung hai sim. Đấy bạn, chữ hàng không nè, đó. Máy này máy Hàn Quốc các bạn nha, máy sách tay á. Ok, Samsung. Giờ này là cũng 12 giờ mấy, 1 giờ đấy bạn. Mình thường hay quay clip ban đêm á. Tại ban đêm thì mình mới có thời gian rảnh rỗi để mình quay clip và mình không bị làm bị ồn ào á, nó không ở nhà mình, nhà trọ chỗ mình ở nó cũng gần quán nhậu nọ, ban ngày nó ồn ào lắm. Đây, cái con máy này nó bị vô hiệu hóa đấy các bạn. Cái con iPhone 4S này bị vô hiệu hóa nè. Màn hình còn ngon lành luôn đấy các bạn ơi, màn hình còn ngon lành luôn. Đó, cái máy bị vô hiệu hóa này thì cách duy nhất là chúng ta sẽ chạy chương trình lại. Và chạy chương trình lại hên xui thôi. Nếu mà máy không có tài khoản iCloud thì chúng ta vô được màn hình chính. Còn nếu có tài khoản iCloud thì thôi, thì chúng ta sẽ tháo bỏ men và chúng ta tận dụng lại cái màn hình này để mai mốt chúng ta lấy linh kiện. Đó, còn con này mới lên nè. Con này cũng vậy luôn bạn nha, cũng hello luôn nè. Con này ở trong tình trạng hello là coi như nó đã bị dính iCloud rồi. Dính iCloud rồi các bạn nha. Thì mình sẽ tận dụng cái màn hình thôi. Lấy cái màn hình, tại màn hình nó còn sử dụng được nè. Với nắp lưng nữa. Đó, nói chung là chỉ tháo bỏ cái men thôi, còn cái miếng cái máy là sau này mình sẽ để dành thay thế này nọ cho khách hứa cần thiết. 2 không để mình thử kích hoạt cái được không, mà chắc là không được rồi, nó nằm ở màn hình đặt ti là các bạn biết rồi, nó dính này lao rồi. Nói chung là những cái máy này chủ yếu là tặng để lấy linh kiện đó, nên mình không có cần nghĩ đến vấn đề là đây các bạn, mình không nghĩ đến vấn đề là máy có lên được hay không đâu, chủ yếu là lấy linh kiện được là vui rồi đó các bạn. Đây là những cái máy mà anh Quyết Hợp tặng cho mình đó các bạn, thấy không? Giờ mình gọt lại cho các bạn nè, coi nè. Đó, đây là cái máy ngon lành các bạn nha. Đây là một con máy xin, một con máy full luôn, full chức năng luôn. Đó, 1995 nè. Đây là một con máy full chức năng mà em gái của anh Hợp tặng cho mình nha. Đó, còn tất cả bốn con này để lấy xác ha. Đó, và một cái con Nokia nữa nè. Quá ngon lành luôn. Đó, thì thông qua clip này thì mình cũng xin cảm ơn nha. Xin cảm ơn anh Hợp và em gái anh Hợp đã gửi tặng những món quà rất là ý nghĩa đối với anh TV. Thì mình sẽ những cái món, những cái thằng nào mình cần sử dụng thì mình sẽ để lại, còn những thứ mà mình không có nhu cầu sử dụng thì mình có thể là tặng lại cho những người cần thiết, như là những ốp lưng này, hoặc là anh em nào mà đang cần có những cái nắp lưng này nè, thì có thể liên hệ để mình tặng cho, để mình để cho các bạn có thể lắp vô cái máy của mình đó. Rồi những con này thì mai mốt mình sẽ tận dụng lại để mình thay thế cho khách, để mình sửa máy này nọ. Thì giá cả thì mình sẽ làm mềm để cho anh em có để cho anh em cũng như là không có điều kiện kinh tế nhiều nọ rồi đó, thì mình sẽ giúp đỡ để mình thay ghé tiền cho các bạn đó. Đặc biệt là những chú bảo vệ hoặc là những anh xe ôm này nọ rồi qua sửa bên mình, thì thật sự lúc nào mình cũng lấy rất là giá rất là mềm luôn. Có những thứ thật sự, có những thứ mình sửa và mình làm cho không nữa, những cái dây nhợ, những linh kiện linh tinh á, mình có sẵn thì thường mình không lấy tiền, mình chỉ tính những cái tiền mà giống như là mình mua thôi, những cái gì mình bỏ tiền mình mua thì mình mới tính tiền lại thôi. Ok, thì hôm nay mình làm video này cho các bạn, để cho các bạn xem, để thấy được là những cái gì mình được tặng nè, đó, từ những cái fan cứng trên YouTube. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua nha. Đó, mọi người thấy hay thì bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình. Đó, và nhớ đón xem những video tiếp theo, và mình sẽ cố gắng làm video thật là đều đều để cho mọi người xem giải trí. Thật sự dạo này do trời mưa gió quá, thứ nhất là mưa gió bão Sài Gòn dạo này mưa lắm, thứ hai nữa là do ở đây mình bận công việc sửa máy nhiều quá, cho nên mình không có đi chợ với chai nhiều để quay clip các bạn. Đó, từ 10 giờ sáng mình ngồi dậy là bắt đầu mình làm việc đến 6 giờ chiều luôn, làm không ngừng nghỉ gì cả đó, cho nên phải nên không có ra được clip đều. Tại khách người ta đến liên tục á, mình đâu có nghỉ được để mình đi dạo gạo và nhật tảo đâu. Ok, thì mình kết thúc clip ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Và lần nữa mình xin cảm ơn anh Quyết Hợp và
em gái của anh Hợp là bạn Uyên nha. Đó, bạn Thu Uyên đã gửi tặng cho mình cái điện thoại iPhone 4S rất là đẹp luôn. Ok, mình xin kết thúc video đây.